Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm gần đây thì xu hướng đi du lịch nước ngoài ngày càng tăng cao do rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là giá vé máy bay rẻ nè, thủ tục xuất nhập cảnh thì được đơn giản hóa đi rất là nhiều. Và để có một chuyến du lịch nước ngoài thật là thuận tiện thì việc mà lưu ý để chúng ta di chuyển trên những phương tiện công cộng là một điều không nên bỏ qua. Và trong chuyên mục Cẩm nang du lịch ngày hôm nay thì Kim Hằng sẽ chia sẻ đến quý vị một vài bí kíp nho nhỏ để chúng ta có thể di chuyển trên những phương tiện công cộng ở nước ngoài một cách đơn giản nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Việc đầu tiên các bạn cần làm là tìm hiểu về những tuyến đường và giá cả của những phương tiện công cộng. Những phương tiện công cộng như là xe buýt hay là tàu điện đều có những tuyến đường và trạm dừng cố định. Để chuyến đi được thuận lợi và an toàn, bạn nên tham khảo kỹ bản đồ xe buýt, tàu điện của nơi đến để lên trước lịch trình cho mình nhằm tránh bối rối khi di chuyển. Với nhiều điểm đến, bạn có thể dễ dàng có được bản đồ tuyến đường của các phương tiện công cộng từ Internet, hoặc tiện lợi hơn rất nhiều, đó là dùng các ứng dụng bản đồ phương tiện trên chiếc điện thoại thông minh của mình. Điều thứ hai là trước khi bắt đầu chuyến đi, bạn hãy tìm hiểu thật kỹ cách thức để mua vé để chuyến đi của mình thuận lợi hơn. Một số nơi cho phép bạn mua vé trực tuyến, còn một số nơi thì chỉ chấp nhận tiền mặt thôi. Và điểm đến còn có hình thức mua thẻ xe buýt hoặc thẻ tàu, cho phép bạn di chuyển trên nhiều chuyến mà không cần phải mua vé nhiều lần và tiết kiệm chi phí hơn hẳn. Để có một chuyến đi thoải mái và tiết kiệm chi phí di chuyển, bạn hãy tham khảo kỹ các hình thức mua vé từ Internet, người hướng dẫn hay cư dân địa phương. Hãy xem kỹ thời điểm khởi hành và thời gian cách nhau giữa mỗi chuyến đi để sắp xếp lịch trình một cách phù hợp. Với du khách hay đi những tuyến dài thì việc xem lịch khởi hành và thời gian cách nhau của mỗi chuyến đi là rất quan trọng vì nó giúp bạn chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình và thời gian, nhất là trong những chuyến đi ngắn ngày thì việc thu xếp thời gian là vô cùng cần thiết. Hãy cư xử thật là lịch sự trên những phương tiện công cộng và chú ý những quy định riêng để không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Hãy cố gắng không chen lấn, không làm ồn, tuyệt đối không nên nói chuyện riêng và gọi điện khi ngồi gần tài xế trên xe buýt. Một số nơi thì bạn không được ăn uống trên các phương tiện công cộng, hãy luôn nhớ để tránh mắc lỗi các bạn nhé. Và điều cuối cùng là hãy cẩn thận hành lý trong mỗi chuyến đi để tránh những điều rắc rối có thể xảy ra. Ở bất kỳ đâu cũng vậy, khi mà lên những phương tiện công cộng thì chúng ta hãy lưu ý là giữ gìn thật kỹ tài sản tư trang cá nhân của mình để tránh những mất mát không đáng có. Bạn cũng nên chia tiền thành nhiều phần để riêng một ít tiền lẻ trong túi áo, túi quần để lấy ra sử dụng một cách dễ dàng. Như vậy, Kim Hằng và quý vị chúng ta đã cùng nói về những lưu ý khi mà chúng ta tham gia về phương tiện giao thông công cộng. Và bây giờ mình hãy cùng điểm qua 5 bí kíp nhỏ nhỏ này nhé. Thứ nhất, tìm hiểu về các tuyến đường và giá cả của các phương tiện công cộng. Thứ hai, tìm hiểu kỹ về hình thức mua vé. Thứ ba, xem kỹ thời điểm khởi hành và thời gian cách nhau của mỗi chuyến. Thứ tư, cư xử lịch sự trên các phương tiện công cộng và chú ý các quy định riêng. Và thứ năm cũng là cuối cùng, đó chính là hãy lưu ý cẩn thận hành lý. Hy vọng tất cả những bí kíp này chúng ta sẽ ghi nhớ thật là kỹ để có được một chuyến đi nước ngoài thật là trọn vẹn quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng của Cẩm nang du lịch cũng đã hết rồi. Kim Hằng xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những Cẩm nang du lịch lần sau.